cái phần miếng ván của cái quan tài, đúng không anh Đôn? Đúng. Khi mà nhìn kỹ á, mới thấy đây là phần xương này. Còn nó có gây hai cái nỗi cho mình ám ảnh. Cái nỗi thứ nhất là về phần âm ha. Về cái phần âm á thì biết đâu ông bà vẫn còn lẩn quẩn ở trong cái khu vực này. Đó, và thậm chí là bằng chứng là thấy là những cái phần mà như anh Đô có chia sẻ là mới có thiêu á, còn xương ông bà lẩn vô. Cái phần cái lo sợ thứ hai là cái phần dương. Ở đây thì chắc có lẽ vào những buổi tối á, những cái con nghiện, những người mà hút chích á, người ta sẽ, đây là một trong những cái địa điểm lý tưởng mà ít người dám vào, người ta sẽ là ở đây, người ta sẽ hút chích. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị á. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh cuộc sống của anh Đô á, thì Bùi Hồ mới đi vòng vòng thì phát hiện ở trong những cái khu mộ này nè, có một cái lò thiêu, mà cái lò thiêu đó ở bị bỏ hoang rồi. Mà anh nói rằng là đó có những cái câu chuyện mà rất là khó lý giải. Thì để hiểu thêm về điều đó đó, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em Nhân Chứng Channel để nghe anh Đô chia sẻ cái câu chuyện này nha. Như với cái kích cỡ của nhà thiêu như thế này thì em nghĩ là đây là nhà thiêu củi. Với độ bỏ hoang là 20 năm rồi thì chỉ có nhà củi thôi chứ ngày xưa củi, chắc... Củi, củi. Ngày xưa là chưa có lò điện đâu ha. Củi, à đúng rồi. Củi không à. Dạ. Bây giờ thì đi qua đó sẽ phải đi ngang qua rất nhiều những phần mộ. Có những phần mộ vẫn còn... Đứng đó đi. Dạ. Vẫn còn nguyên, còn có những phần mộ bốc rồi thành những cái ao nước kìa. Cái công việc này anh Đô có chia sẻ là trước đây anh với vợ anh thường làm cho những cái phần mộ như thế này đúng không anh Đô? Dạ đúng rồi, làm cỏ gì nè. Mỗi một phần mộ như thế này thì người ta sẽ trả công cho anh với vợ như thế bao nhiêu tiền? Ta cho như mình lấy nhiêu chứ mình đâu có đòi hỏi gì đâu. 50-70% gì đó. Dạ. Thì 30 không chừng. Dạ. Mình đâu có đòi hỏi đâu. Làm như thế này thì tốn thời gian bao lâu anh Đô? Dạ. Tốn thời gian bao lâu mới xong một cái phần mộ? Hai vợ chồng làm cái mã này thì cỡ chừng 20 phút gọi rồi. À. Cái 15 phút, 20 phút. Vừa làm vừa dọn nhà coi như là tạo phước cho mình luôn. Ừ. Ở đây thì Nhân có để ý thấy không, có những cái phần mã lạng nữa Nhân. Dạ. Tức là khi anh em mình đi như thế này á, thì rất có thể khi mà mình vô ý mình không biết á, mình dẫm lên những phần mộ. Đúng rồi. Nhưng mà mong ông bà hoan hỷ chứ giờ mình nhìn mình không biết, người ta đâu có chắc mình đâu, mình không biết. Khi nãy thì vô đây thì Nhân ghi những cái đoạn ghi hình á, cái máy nó bị lỗi luôn. Nhân chia sẻ cho mọi người biết rồi Nhân. Dạ, thì em cũng chuẩn bị máy móc sẵn sàng hết rồi, nhưng mà khi mà vào đây quay thì lỗi pin, rồi lỗi thẻ nhớ, rồi máy tự nhiên đứng rồi tắt hết trơn. Sau đó thì anh Hồ cũng có phấn vái rồi thắp nhang vậy đó. Sau đó được suôn sẻ hơn. Như cái chỗ anh Đô đang đứng là cái chỗ này là phần mộ hay gì anh Đô? Không, cái này là người ta lấy rồi người ta bỏ đất lên để nó mô lại. À. Cái diện tích ở đây là bao nhiêu hecta anh Đô? 45 công. 45. 45 công. Mình đang tiến lại rất gần với nhà thiêu cốt đã bị bỏ hoang. Là thiêu củi á. Dạ. Đây nè cái phần mộ nè, thấy không nha? Phần mộ nằm lẫn nè. Ừ, cái đó là cái mã đất đó. Ừ. Mà nhỏ xíu à, tấm bia nhỏ xíu à. Nó bị thấp xuống. Cái này chắc mình đè đè là mình đi đại được rồi đó. Đúng rồi. Không biết thì nếu như mà nhà thiêu này bị bỏ hoang như vậy có ai vào đó, ví dụ như là dân nghiện ngập đồ có vào không anh? Có. Men thờ điện. Men thờ điện anh thấy mình quay video clip. Anh tính lên hình. Phải không? Là anh không cho vô á. Anh cho không anh Đô? Điện đến dưới đây không? Không, đây làm gì? À, chào thôi gì? Ừ. Không có anh Đô chắc anh em mình không dám ra hả Nhân ơi? Dám ra đâu, mình không, một là mình không quen đường, đi chụp mấy cái hố. Hai là đáng nhất rồi. Ôi trời. Đây nè.
cốt này là mới lấy. Thành những cái ao nước. Hồi trước là có người nằm dưới đây. Có. Cái này Thanh Minh này tôi mới lấy nè. Mới lấy luôn hả? Ừ. Tôi lấy cái này nè. Dưới cái bên đó luôn đi. Hai cái. Và hiện tại thì anh em của Nhân đang đến rất là gần với nhà thiêu rồi. Các anh thợ điện sao? Các anh thợ điện. Ồ, anh la cái công việc của anh thôi mà. Mấy anh thợ điện cứ lớn tiếng là mình đâu có gì đâu không biết. Có là ảnh hưởng đến công việc của anh làm không? Bỏ hoang bao nhiêu năm rồi anh Đôn? Cũng có 20 năm rồi. Ôi trời. Mấy cái chuông mà giả tập đó. Ừ. Còn hồi đó là thiêu nguyên hình. Hồi đó là thiêu nguyên xác á. Cho anh cái khẩu trang nha mày. Không quen nặng mùi quá. Vô đây nó hơi hôi. Cho anh cái khẩu trang em cái khẩu trang đó. Mới hồi Thanh Minh có khẩu trang không? Thôi cầm cái cầm mày. Mới hồi Thanh Minh ta thiêu sướng đây là nhiều lắm. Vô đây nó thiêu nhiều lắm. Theo như anh Đô nói thì ngay tại nhà thiêu này tuy là đã bị bỏ hoang nhưng mà hiện tại thì nếu như mà những phần mộ bốc cốt lên người ta vẫn đưa vào đây Thanh Minh thì rồi mới thiêu hay gì nè để thiêu Thanh Minh nè. Ôi trời, như vậy là mình đang đứng trên những cái phần có thể là lẫn xương người ở trong. Không hết rồi, lấy đi hết hả? Lấy đi hết rồi chứ người ta đâu có bỏ sót xương miếng nào đâu. Dạ. Những cái bao tay của người ta. Người ta bóc cốt á. Ừ. Rồi người ta vẫn còn để giải nhát ở đây nè. Rồi người ta còn bỏ đó. Trời ơi. Vì là cái đây là mấy miếng thiết nè, tôi để. Vì là cái lò thiêu cầu bổ hoang đó. Thì đôi khi thì xen lẫn ở trong này á là những cái phần cốt của cái ông bà. Và đôi khi người ta nhặt chưa hết nữa. Đúng không anh Đô? Dạ. Em cũng nghĩ vậy. Chót chút đỉnh mà. Ví dụ như xương vụn này kia mình đâu có nhặt được hết. Mình đâu có thấy. Nè Nhân, điển hình như bên đây em thấy không? Đây là cái phần miếng ván của cái quan tài. Đúng không anh Đô? Đúng. Mà người ta thiêu chưa có hết á. Chưa cháy hết á. Chưa cháy hết á. Còn. Đặc biệt là ở trong những cái phần tro đó mà anh Hồ, nếu như mà mình nhìn mà mình muốn phân biệt á thì cái phần xương nó sẽ rất là sáng trắng lên. Nó sẽ không giống như là những đúng rồi. Đây nè. Còn nè thấy không? Anh đôi dám bóc không? Dám. Nè xương nè. Ôi trời ơi, xương có còn nè. Cái này là xương ngừ nè, thiêu của đây nè còn nè. Khủng khiếp quá. Rồi lụm xương ta còn nhóc cái chân luôn. Bởi vì em nói cái này là còn. Đây nè, cái phần trắng ở dưới kìa. Không, cái này không phải. Đó. Ừ. Đây nữa nè anh. Rồi lụm xương ta đâu còn nhóc cái chân kìa. Trời ơi, mẹ có bà kia mới làm. Ôi trời ơi, xương còn bự bự không nè. Xương nữa nè. Ừ. Thật ra anh này em mình xương còn bự nè. Thì bá gì. Anh giống như ban đầu anh đã nghĩ rằng là em quay xuống đây đi. Giống như ban đầu anh đã nghĩ á là sẽ có khi mà thiêu bằng củi á nó sẽ khác thiêu điện nha. Nó sẽ xen lẫn cái phần củi nó cháy ra đó. Đúng thì rồi. Có những cái bộ xương mà thậm chí là những cái phần xương của cụ ông hay cụ bà như thế nào á thì đó. Nó còn giống như là một dùng than á mà như, nhưng mà khi mà nhìn kỹ á mới thấy đây là phần xương nè. Nhưng mà nếu như với việc là mình thiêu ở đây nhiều như vậy á anh Đô, dạ. Thì anh có nghĩ là ví dụ như với những phần xương còn sót lại hoặc là với việc người ta đã được thiêu tại đây thì anh nghĩ là cái phần tâm linh vẫn còn rất nhiều ở nơi này không? Còn nếu mà người ta còn sướng đây là người ta nhiều khi người ta lẳng quẳng đây. Anh đã từng trực tiếp cảm nhận và chứng kiến những chuyện gì ở đây hả? Ví dụ mà xương người ta còn thì người ta về đây người ta kêu. Ta kêu mấy người mà làm cho người ta đó. Ta kêu đem ra trả cho nó đủ vô hũ. Ôi trời ơi. Vậy đó. Còn như anh Đô sống ở đây thì như thế nào? Anh có đã từng nghe những âm thanh hay là những hình ảnh gì? Có nghe nhiều khi ở trong đó mà trong này là tối ca hát ôm sòm. Nhiều khi tưởng đâu ai không đi ra đâu thấy ai đâu.
khi gọi đèn đi ra thôi đâu thấy ai. Mà có khuya khuya mới có nha, có 10 giờ mấy. Anh Nguyễn là đây coi nghe gây lộn ngoài này nè, nghe tiếng hả? Nghe tiếng chữ lộn, hai bên chữ lộn, mình tưởng đâu là có người ở ngoài này. Đi ra lên anh mới thấy ra giờ đó bằng đêm là có 10 giờ 10 mấy rồi, nghe gây lộn đó, đầu lội ra không thấy ai, dường như giết 2-3 lần giết rồi mình cũng biết rồi. Yeah. Mình đâu ra nữa đâu. Rồi khi mà anh ở trong nhà mà anh nghe như vậy anh có sợ không? Không, ở ngoài này gây lộn mấy người âm người ta gây lộn tại người ta chứ mình đâu có người âm cứ lộn gì đâu mà mình sợ. Ngoài ra anh còn đã từng thấy những bóng dáng nào nữa không? Có thấy trong đó đó mấy lần thấy hiện hình đứng gì đó. Còn ở ngoài này? Ở ngoài này thì ra thì không thấy, ở trong nhà thì nghe, nhà nghe cự lộn dậy ngoài này nè, có một lần nghe cự lộn dậy chứ tưởng đâu mà mấy người nữ bị mấy thằng kia nó làm bậy ấy đâu đó, làm bậy đâu đó, mình mới đi ra chỗ đèn đi giết ra có thấy ai đâu, rồi vòng vòng có ai có người nào đâu, thế nào mới đi vô, đi vô lần sau thêm lần nữa, lần sau nghe ca hát dậy chứ dậy chạy ngoài nãy chứ đi ra cũng đâu thấy ai đâu. À, mấy lần sau nữa có nghe mình cũng biết là mình đâu có ra nữa làm gì. Theo em nghĩ anh Đôn thì cái lò thiêu này á không phải là bỏ hoang chỉ có đến 20 năm đâu, mà thật ra nhìn những cái vật mà còn sót lại đó, những cái phần xương của ông bà á, thì ở đây chỉ khoảng 10 năm trở lại thôi. Không, cái xương này hả? À, đây nè anh. Không, cái này là mới thanh minh này à. Còn cả những cái quách ở cứng cái ông cái này là mới hành minh, đây là mấy xương này là hồi tháng 3 này nè, mới hồi mùng 5 tháng 3 nè. À, vậy đây, là mấy cái đinh này là của cái phần của mấy cái quách đó hả? À, mới đây nè, đinh còn mới là đinh này nha. À, em quay gần lại cho mọi người thấy đó. Mới đây à, mới toanh luôn. Chứ đâu có phải lâu. Có nghĩa là mới 20 rồi. À, rồi mùng 5 tháng 3 đó là hành minh đó, là mới 16-17 là mấy người đó người ta mới đem vô đây người ta thiêu đây nè. Thì như là mới đây cái bọc nè, như nãy giờ mới còn vậy đó. Em có tâm sự với lại anh Đô á, thì anh với lại anh Nguyễn á chỉ tìm kiếm một số thôi, nhưng mà em có thể gọi đây thấy nè, rất là nhiều phần xương của ông bà đây nè. Mới đây đây nè, một phần nè, một cái nè, còn nó lẫn với lại cái phần mà than á, than củi á. À, cái nhà ở nơi này anh Hồ, thì khi mà mình đứng ở bên ngoài mình nhìn vào á, mình thấy là dây leo á là nó đã chằng chịt hết rồi. Thực sự thì nhìn ở phía ngoài vào, nhìn một cái nhà hoang có những cái dây leo thiên nhiên như vậy thì mình nhìn nó cũng khá là đẹp ma mị. Nhưng mà có phần ma mị khi mà nó nằm giữa nghĩa trang. Khi vô cái phần con mũi ở dưới đầy nghĩ sự tâm linh như thế này á, nó có gây hai cái nỗi cho mình ám ảnh. Cái nỗi thứ nhất là về phần âm ha, về cái phần âm á thì biết đâu ông bà vẫn còn lẫn quẩn ở trong cái khu vực này đó, và thậm chí là bằng chứng là thấy là những cái phần mà như anh Đô có chia sẻ là mới có thiêu á, còn xương ông bà lẫn vô. Cái phần cái lo sợ thứ hai là cái phần dương ở đây thì chắc có lẽ vào những buổi tối á, những cái con nghiện, những người mà hút chích á, người ta sẽ đây là một trong những cái địa điểm lý tưởng mà ít người dám vào. Người ta sẽ ở đây, người ta sẽ hút chích. Nên khi đi vào cái mình đi này cũng cẩn thận á, nhiều khi ban ngày nhiều khi nó đôi khi là bị đập kim nữa. Dạ. Nên rất là cẩn thận. Với lại ở trên nè, mái ngói này là có thể là đổ sụp nè. Mấy năm về trước ấy, nhiều lắm, ra đây là kim một đống vậy đó. Trời ơi, trời ơi. Rồi bây giờ là bớt rồi đó. Bây giờ ít. Phải anh nói sớm mà tụi em đâu dám ra đâu. Lần kim bỏ cho mày nhiều lắm. Rồi bây giờ là bớt rồi. Dạ. Nhìn như vậy thì nếu như mà mình lâu quá rồi gió mưa với rồi tóc bãi trên đâu có ai rồi nữa đâu. Cái cây mà đố bắt ngang ha, những cây đòn tay ở trên á, đôi khi nó mục nó sập xuống đây. Không, cái đó là nó thiệt mà. Có mấy cái đố nó sập chứ mấy cây cọp này dễ gì. Cọp này cứng lắm. Nhưng mà anh có biết tại sao là người ta lại bỏ hoang cái khu lò thiêu như thế này? Tại vì hồi đó nó đem vô đây thiêu, thiêu rồi nó cũng trống gì nè, rồi như mấy cái nhà vòng vòng cũng đó, nó bay mùi vô, hôi quá người ta không chịu, người ta thưa hoài, rồi
mấy ông nhà nước lên không cho, không cho thiêu, rồi mới đem vô chùa Miên đóng á, mới cắt cho chùa Miên đóng á, có thiêu rồi đem vô trong đó thiêu. Vậy là cũng nhiều người ở đây, nhiều người nhát dữ lắm. Tổng cộng thì anh đã bóc bao nhiêu phần mộ của cô chú anh chị ông bà ở đây? Sao không nhớ nổi. Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm. Có hồi Thanh Minh vừa gọi là lấy làm được 18 cái, lấy lên. Một cái Thanh Minh thôi anh làm được 18 cái mà anh làm đã 7 năm rồi. Nhiều năm rồi. Mười mấy năm rồi. Thôi vợ thì mới có 7 năm thôi. 18 cái. Đó, năm nay là lấy hơi hết. Nhưng mà các phần mộ ông bà đây là cải táng lại hay là do ở cái khu này có sự quy hoạch gì không hay sao? Có mà nghe người ta nói khu này tới tháng 6 này quy hoạch mà đâu có đâu. Người này đòm người kia đòm vậy đó. Chứ đâu có quy hoạch đâu. Tới năm 2030 lận. Cái khu nghĩa địa này là của dân hay là sao? Khu nghĩa địa này hồi đó đất của dân cho. Dân hiến làm khu nghĩa địa. Hiến làm nghĩa địa. Rồi cũng có dính dấp vô với mấy ông nhà nước. Rồi bây giờ là nghe nói là mấy ổng bán cái khu vực này cho nước ngoài rồi. Thì anh có biết rằng ở đâu đây nó ước chừng được bao nhiêu phần mộ của ông bà nằm ở đây không? Nhiều lắm, mấy ngàn. Đây dài xuống tới bụi chuối đó đó. Với thuốc của bên cây đó đó. Đó bên đây giờ mình thấy tới cây đó đó. Yeah. Cây bên đó đó. Nhưng mà em thấy là chắc ở đây chỉ có anh làm cái công việc này thôi. Nên là nữ là các phần mộ của ông bà ở đây á, đa số là xen lẫn với các phần cỏ à. Mà đôi khi các phần cỏ nó phủ lên phần mộ các ông bà nhân. Thì người thân đâu có thường đến đây lại giếng để tảo mộ được không anh? Tới mùa người ta mới vô không à? Ít, ngày thường ít cứ vô lắm. Tới mùa mới vô, Như tới 20 Tết với người ta vô. Hoặc là Thanh Minh người ta mới vô. Còn ngày thường thì cứ để vị cái cỏ lên vậy. Lâu lâu rồi cũng có người hai người vô vậy. Mà lâu lắm mới có người hai người vô. Em nghe nói là những người làm cái nghề gọi là bốc mộ này á, cũng có một cái phần gọi là phần tổ. Là phải có cúng vái những cái phần tổ như thế nào hay anh? Có, mình lại người ta mướn mình lấy đó. Đâu có cúng tổ cũng gì. Mình lại mình vái người mà mình chuẩn bị lấy lên á. Mình vái cho thuận bờm xuôi gió vậy đó, mình lấy người ta lên. Rồi mình đốt nhang, mình vái người ta. Mình kêu thôi bữa nay là người thân có gì hay là chú gì đó, kêu con đem lên nặng cho giải vô chùa hay đem về nhà vậy đó. Mình cũng có nói cho người ta nghe, cho người ta hiểu. Chứ không là tự nhiên mình đâu có lại mình đọc cái mã người ta bụt bụt mình lấy lên được. Bệnh chết. Lại người ta bắt mình chết à. Đâu có dám. Phải người nhà cúng trước. Người nhà cúng rồi mình cũng vái một cái nữa. Rồi mình kêu. Rồi người nhà phải đập cây búa vô cái mã trước mình mới đập sau. Chứ tự nhiên mình đâu có dám lại đập lấy. Giống như cái ngôi nhà của các ông bà á. Thì mình lại mình mạo phạm thì mình mang tội. Mình bị quở. Quở, đau, bệnh. Trời ơi, ở đây cũng mấy người lấy cốt ở đây này cũng không có tin ấy. Cứ làm ngang làm càng cũng chết mấy hoạn rồi. Trời ơi. Lấy gầu về đau bệnh cũng chết mấy tên này. Còn riêng tôi thì tôi lấy nhưng mà tôi cũng giấy tên họ mấy người đó vậy đó, cho đem lên rồi. Tại vì tôi khổ rồi, người ta mướn tôi người thân có gì hay chú gì đó, mướn con hay là vậy đó đem lên. Chứ mình đâu có dám mà lại mình lấy cái khơi. Lấy cái khơi nó bắt mình bệnh đau. Ví dụ mạng mình lớn không mới chết đi, bệnh đau hoài vậy. Nhưng mà khi anh làm tốt cho những người mất ở nơi này á, anh bốc mộ rồi anh chăm sóc mộ rồi anh làm tốt, làm bằng cái tâm của mình, thì anh có cảm nhận được sự phù hộ của những người mất đó không? Có. Cũng như bữa nay nè, cũng như mấy ông gì đó, cũng mấy ông cũng phù hộ cho mấy ông vô đặng gặp tôi, đặng cho tôi tiền. Nhưng mà anh có được báo trước không? Không có báo trước. Nhưng mà cái cảm nhận như người mình làm tốt cho mấy người âm đó, người ta cũng vậy đó. Đưa đường dẫn lối đúng không? Đưa đường dẫn lối cho mấy ông vô gặp tôi, thẳng đó mới cho tiền. Có phù hộ về sức khỏe của anh không? Tại vì cái bệnh của mình sao phù hộ nổi. Anh bệnh gì anh đâu?
bị suy thận với thắt hang sống với bị viêm son. Bệnh cũng mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Viêm son, bị viêm son trước mưa hay là gió nhức đầu vậy lắm. Như mắc mưa mà nhiều khi nhức đầu rồi. Nắng cũng vậy, nó nắng quá nó cũng bị nhức đầu. Viêm son mà. Rồi anh dự định là làm cái công việc này á, đến bao giờ anh nghỉ hay là mình sẽ còn sức khỏe thì mình cứ làm hoài? Không, không có dự định nghỉ, cứ làm hoài vậy đó. Làm chừng nào ví dụ mình cảm thấy mình làm hết não thì thôi, chứ không có dự định nghỉ. Không dự định nghỉ. Chắc anh Đô này chắc không bệnh, chắc chọn cái nghề khác nữa anh Đô. Không, cũng làm nghề này luôn. Bệnh không bệnh gì cũng làm chứ. Hồi đó tôi cũng làm, đi làm bánh mì đó, rồi cũng vẫn làm nghề này. Mình làm như mình làm từ thiện cho người ta luôn vậy đó. Cũng như mấy cái mã mà người ta không có làm cỏ đó, rồi mình làm cho người ta trống luôn. Mình đốt nhang, mình đốt nhang cho người ta luôn. Mình làm phước thì mình được phước. Tức là giống như cái nghiệp vậy đó. Đã, anh đã, không phải là anh chọn cái nghề mà cái nghề này gần như là nó chọn anh á. Đúng rồi. Dạ, công việc phục vụ cho người mất này không phải ai cũng làm được mà không phải ai cũng dám làm hết á. Cũng có một cái duyên, một cái căn duyên rất đặc biệt ha. Có khi nào mình làm, khi mà mình nhận một cái phần mộ đó đó, mình làm thì mình không bao giờ mình làm cái công việc này thì em nghĩ là chắc không bao giờ nghĩ đến tiền, nghĩ đến người ta sẽ trả công cho mình bao nhiêu, mà mình nghĩ là mình có làm hoàn thành cái nhiệm vụ mình, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Sợ mình làm nhiều khi không không sạch cho người ta, mình cũng thấy mình cũng hơi cắn rứt lương tâm nữa. Thì mình làm rồi đó, người ta muốn cho mình nhiêu cho. Dạ. Chứ mình không có đòi nhiêu chứ. Có một cái câu chuyện mà có một cái đoạn clip mà gây cho em ám ảnh về những người mà làm nghề bốc mộ giống như anh. Đó là có những cái phần mộ của ông bà nó bị lấy vào ngày mưa, nó bị ngập nước sâu xuống dưới á, thì cái phần nước nó gần như là bằng gần bằng cái bằng phần mặt đất luôn, và muốn lấy được á thì phải lặn ngập ở dưới á, hập xuống mò. Ví dụ mà không mò gì nè, mà không tới thì lặn xuống luôn. Mà bây giờ đâu có lặn xuống làm gì. Bây giờ người ta ví dụ nước nhiều quá, mình có máy mình bơm ra, còn không bơm thì mình lấy thùng bê á, mình múc ra mình chuyền lên, chứ ngu gì đó mà lặn chứ, lặn hập chứ. Ngày xưa thì anh có lặn không? Không, hồi đó mà có nước là tôi cũng lấy thùng bê múc lên à, chứ đâu có lặn múc lên gì, vừa cái tầm mình gì nè thì mình hốt lên. Nhưng mà có những cái phần mộ mà như anh chia sẻ vẫn còn xương thịt đó, thì cái tay mình thọt xuống cái phần mộ đó nó rất là lạnh. Mà nó lạnh mà khi anh chạm đến cái phần mà xương thịt của các ông bà thì như thế nào? Ớn chứ không biết sao mà về diễn tả. Gan như cái gói, mà cái gói ôm của mình vậy đó, bóp vô nó mềm vậy đó. À, trời. Giống như cái gói ôm của mình với mình đụng vô nó vậy đó. À. Nó vậy, gan vậy đó mà nó hôi vậy lắm, nó hôi, nó tanh gan như mùi mà mùi mấy người mùi đàn bà ta đẻ vậy đó. Ôi trời. Tanh kiểu kỳ, tanh kiểu khó chịu lắm. Mà người nào mà chịu không nổi là tự nhiên ói luôn á, ói ngang luôn. Còn như mấy người tôi thì nó cũng dường như nó cũng quen rồi. Nó thử mấy cái đó cũng quen, không sao. Cái nghề của anh thì kỳ nhất là gì? Ngại nhất là điều gì? Không, đâu có ngại điều gì đâu. Mình thì năm mướn mình làm mà, rồi mình đốt nhang mình cúng rồi, chứ không có ngại gì chứ. Thì hôm nay em với lại em Nhân á có đến đây á, thì cũng nghe anh chia sẻ cái nghề mà không phải ai làm cũng được. Và đặc biệt thì ám ảnh nhất là khi mà tụi em vô đây vẫn còn thấy được cái phần xương của các ông bà còn lẫn ở trong cái phần củi bị đốt cháy á, phần gỗ á. Thì nói chung là nó cũng gùng gợn cho tụi em khi mà em chia sẻ cái đoạn clip này lên. Thì có duyên gặp anh thì để mà chia sẻ cho mọi người biết về cái câu chuyện, cái nghề bốc mộ của mình. Thì em xin chúc anh nhiều sức khỏe để mà có thể hương khói cho các phần ông bà an nghỉ ở chỗ này, sức khỏe để làm những cái công việc mà không ai dám làm. Em chúc anh Đô luôn có sức khỏe dồi dào ha. Dạ, cảm ơn. Dạ em chào anh. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại mọi người, cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Dạ.